Thông báo về việc tổ chức ngày hội việc làm lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối người tìm việc, việc tìm người thực hiện kế hoạch số 700 ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức thực hiện 12 phiên giao dịch việc làm và 2 ngày hội việc làm thuộc tiểu dự án 3, hỗ trợ việc làm bền vững năm 2024 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội Việc làm lần thứ nhất năm 2024 với chủ đề cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối người tìm việc, việc tìm người. Thời gian tổ chức bắt đầu từ 8 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2024, thứ hai. Địa điểm: Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh. Địa chỉ: Khu phố Gia Lâm, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thông báo đến toàn thể người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm và các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, tham gia ngày hội việc làm. Các công ty doanh nghiệp có nhu cầu tham gia ngày hội việc làm xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp. Thông tin liên hệ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh, địa chỉ số 1291, đường cách mạng tháng 8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại 02763 822 một, email dvvl tây ninh a gmail com website việc ninh gov vn